sức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhưng Đức Chúa Giêsu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bây giờ trời đã tối rồi. Do vậy, có nhiều người nghe theo đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phêrô và Giăng đến hầu trước mặt mình và nói rằng: bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phêrô đầy dậy Đức Thánh Linh nói rằng: hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đã được lành, thì hết thảy các ông và cả Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đứng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra rồi trở nên hòn đá góc nhà, chẳng có sự cứu rỗi trong đứng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người thì chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Vì điều này là Thánh Chúa sẽ lắng nghe lời của Ngài và sẽ dẫn lời của Thượng Trường về đồng đề sống lần này. Thượng Trường không sợ. Chồng kính chào toàn thể con cái Chúa có mặt với chị hôm nay. Chúng ta đến với lời Chúa trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúa, chúng ta dâng thời giờ này cho Chúa. Lạy Đức Thánh Linh là thần thể thật, khi Ngài đến, Ngài dẫn chúng con vào trong lời của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, giờ này Ngài dẫn chúng con vào trong lời của Ngài, cho chúng con thấy được sự ngọt ngào, phước hạnh trong lời của Ngài, cho chúng con có sự mạnh mẽ và thôi thúc của Thánh Linh Ngài để có thể nhìn thấy những điều Chúa muốn dạy dỗ qua lời của Ngài trên đời sống của mọi chúng con. Chúng con dâng thời giờ này cho Cha và con nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Kính thưa Thánh, chúng ta đang ở trong những tuần mà nếu quý vị nhìn lên cái lịch của Hội Thánh thì quý vị sẽ thấy là những tuần chúng ta kỷ niệm Chúa Phục Sinh. Chúng ta còn vài tuần nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên, kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm. Công vụ các sứ đồ là một trong những sách ghi lại công việc hay là công vụ của các sứ đồ, những người tin kính Chúa ở Hội Thánh đầu tiên. Và chúng ta suy gẫm cái phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi nghĩ đây là một trong những phân đoạn Kinh Thánh khá là quen thuộc. Nếu mà quý vị là những người đọc Kinh Thánh thường xuyên thì quý vị sẽ thấy ở trong cái lịch chương trình của Hội Thánh đó, thì năm nay tôi có ý chia sẻ những cái phần Kinh Thánh trong cái chương trình mà tôi có lên trước ở trong cái lịch của Hội Thánh. Và hôm nay thì chúng ta suy gẫm cái phần Kinh Thánh mà quý vị vừa đọc qua, cái câu Kinh Thánh mà chính yếu mà chúng ta đọc ở đây đó là: hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Tôi muốn nhấn mạnh cái câu là người này được lành mạnh, một người sống lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Và tôi muốn lấy cái câu đó để làm cái phần suy gẫm lời Chúa buổi chiều hôm nay chung với Hội Thánh. Sống lành mạnh, công vụ các sứ đồ. Nếu mà quý vị muốn xem hết toàn bộ câu chuyện này đó thì quý vị phải đọc từ đoạn 3 câu 1 cho đến đoạn 4 câu 22 thì quý vị mới có thể thấy toàn bộ cái câu chuyện này. Nhưng mà vì thời gian cho nên chúng ta chỉ có được đọc ở trong từ đoạn 4 câu 1 đến câu 12 mà quý vị mới vừa nghe. Vì tôi muốn hỏi quý vị là theo quý vị thì như thế nào là một người lành mạnh? Tôi muốn hỏi ý kiến của quý vị trong cái suy nghĩ của quý vị biết đó, thì theo quý vị là như thế nào là một người lành mạnh?
là một người không có bệnh. Cho cả nhà một người nói là một người không có bệnh. Theo quý vị thì như thế nào là một người lành mạnh? Nếu mà nói như vậy là mấy ông bà là thắng nói chứ. Là nói là chúng ta không có lành mạnh. Quý vị đọc cho chúng ta những gì còn nguyện là quý vị nói vậy là coi chừng mấy ông bà bạn nói là chúng tôi cũng lành mạnh đó. Theo quý vị thì như thế nào là một người lành mạnh? Quý vị thấy cái cách tôi dùng thì tôi thường hay bỏ từ ở trong cái ngoặc kép đó, tức là nó có cả hai cái ý nghĩa đó. Lành mạnh là cả tinh thần và thể chất. Vậy là tức là có những người họ lành mạnh về thể chất nhưng mà họ vẫn là người bệnh đúng không quý vị? bệnh tâm thần ví dụ vậy. Đó là một cái minh họa của Bác Quế. Theo quý vị thì như thế nào là một người lành mạnh? Tôi muốn có ý kiến khác nữa. Tôi biết là mỗi người sẽ có một cái quan điểm sống lành mạnh là như thế nào là khác nhau. Tôi thấy là có cái vấn đề ở nơi người Việt Nam của mình đó, là tôi nói đa phần đó, người Việt Nam của mình đó, là khi nào mà mình cảm thấy trong người nó có cái gì đó bất bình thường, chẳng hạn như đau hay là cái vấn đề đó, thì khi đó mình mới đi bác sĩ, đúng không quý vị? Cái thường là tôi thấy ở trong cái người Việt Nam của mình có cái đặc điểm đó. Còn bình thường mình thấy á, thì không có cái triệu chứng gì hết á, thì mình thấy là mình ok. Đúng không vậy? Tôi đâu có bệnh gì đâu, tôi đâu có bệnh gì đâu. Nhưng mà thực sự ra mình có bệnh hay không đó, thì thường mình có biết được không quý vị? Không quý vị? Thường á, mình có bệnh hay không đôi lúc mình là không phải là người biết được. Có những cái kiểm tra từ nơi bác sĩ, những cái test từ nơi cái phòng thí nghiệm, hay là nhiều cái sự kiểm tra khác thì mới biết là mình có bệnh hay không. Nhưng mà tôi có nói một cái câu này khi mà tôi thấy, nếu mà quý vị đọc cái câu chuyện này đó, quý vị đọc xuyên suốt cái câu chuyện này thì quý vị thấy là từ một cái người bệnh rõ ràng là bệnh về thể xác, tức là một người bại từ khoảng mới sanh ra, một cái người bại từ rất là nhỏ nằm ở tại cửa đền, người què từ lúc sanh ra, quý vị đọc trong đoạn 3 đó, và từ những người què đó được đứng dậy một cách lành mạnh, được chữa lành rõ ràng. Thì nếu quý vị đọc cái câu chuyện này đó, quý vị thấy là đây là nói về cái sự bệnh về thể chất, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu quý vị đọc kỹ trong cái phân đoạn kinh thánh này đó, thì quý vị thấy là không những đoạn kinh thánh này đề cập đến cái vấn đề bệnh về thể chất không thôi, đúng không quý vị? Chúng ta đọc kỹ chúng ta sẽ thấy rằng là những cái từ dùng trong cái đoạn 3 câu 19 của phân đoạn kinh thánh này, hay là dùng từ tội ác, rồi dùng đấng cứu thế đến, vân vân vân, Chúa cứu thế đến, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng phân đoạn kinh thánh này không chỉ nói về cái người bệnh về cái vấn đề về thể chất không thôi, nhưng mà nói về một cái bệnh nữa. Đó là về những cái sự ràng buộc, cái sự thống chế hay là cái sự kiềm chặt của tội lỗi trên một cái người nào đó. Vậy thì cái câu kinh thánh cho chúng ta biết đó là mỗi chúng ta đều là những bệnh nhân. Khi mà tôi nói điều này thì ở đây có ai phản đối không ạ? Có quý vị nào là phản đối cái điều này? Trong những cái lời giảng chứng của kinh thánh ở đây thì quý vị nào, cái vấn nạn lớn nhất đó quý vị biết đó, đó là không phải là chúng ta có bệnh hay không có bệnh, mà như tôi nói là tất cả mọi người đều có bệnh,
trong đó dĩ nhiên có tôi nói điều đó. Nhưng mà cái điều nguy hiểm hơn hết đó là một người bệnh nhưng không biết rằng mình có bệnh. Đó là cái điều nguy hiểm nhất. Ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 9 câu 41 á, Chúa Giêsu nói là tại vì các ngươi nói các ngươi không có bệnh, cho nên thành ra là đó mới là cái điều nguy hiểm. Tại vì các ngươi nói các ngươi là người sáng, nhưng mà đó là cái điều nguy hiểm. Các ngươi nói các ngươi không có mù, các ngươi là người sáng, cho nên đó là điều nguy hiểm. Ở đây tôi muốn nói cái điều này, làm sao để mà mỗi chúng ta nhận diện ra mình là một bệnh nhân, thì đây là cái điều quan trọng. Tại vì khi chúng ta không, hay là một người nào đó họ không công nhận rằng mình có bệnh đó, thì họ không cần phải chữa, không quý vị? Họ không cần một cái sự cứu giúp nào hết đó, không cần được cái sự giúp đỡ nào đó. Giống như là một người nào đó họ nói rằng tôi ok, tôi không có vấn đề gì cả, thì họ không cần thiết phải đi đến bác sĩ, họ không cần phải nhờ một cái sự cứu giúp nào cả. Nhưng mà khi một lúc nào đó họ nhận diện ra một cái sự thật rằng tôi đang có vấn đề, tôi đang là người có bệnh, thì đó là lúc mới có thể họ được dẫn đến vào một trong các sự giúp đỡ hay là một cái sự chữa trị. Tôi muốn nói đến điều này để chúng ta nhìn lại và nhận diện là cái vấn đề nếu chúng ta muốn sống lành mạnh thì trước tiên giúp chúng ta nhìn lại xem mình có bệnh hay không. Người Việt mình dùng cái từ bệnh rất là hay quý vị, nhìn mày giống bệnh quá, ví dụ như vậy. Hay là họ nói là ồ, cái hôn nhân của anh là có bệnh rồi đó, cái gia đình anh là có bệnh rồi đó, anh có bệnh vấn đề đó. Thì người Việt mình dùng cái từ bệnh rất là hay, không có chỉ về cái bệnh về thể chất không thôi, nhưng mà nói có một cái gì đó không được bình thường, không có, có một cái gì đó không có ổn. Và chúng ta biết rằng đó là ngày hôm nay có nhiều người mà y khoa họ nói đó là có nhiều người trông rất là khỏe và xét nghiệm hoàn toàn là bình thường, nhưng mà thực sự là những người có bệnh, những người có mang mầm bệnh. Tôi liên tưởng đến điều này và chúng ta nhìn lại trong đời sống tâm linh của mình, đời sống gia đình của mình, đời sống của chính mình. Chúng ta thử xem coi trong cái sự soi sáng của lời Chúa rằng mình đang ở trong cái tình trạng như thế nào. Có người thì bệnh nhẹ mới nhiễm bệnh, có người thì bệnh vừa vừa, nhưng mà cũng có người thì bệnh rất là nặng. Đó là cái điều trước tiên nhất mà mình cần nhận ra. Và ở đây Kinh Thánh nói đó là mỗi chúng ta đều có bệnh. Quý vị tin điều đó không? Nhưng tôi nói đó, vấn đề ở chỗ đó là tôi tin là mỗi chúng ta đều có bệnh. Nhưng mà cái điều quan tâm và nguy hiểm hơn hết đó là chúng ta có nhìn thấy rằng mình có bệnh hay không? Và chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy cái điều đó, chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy cái điều đó thì chúng ta mới có thể nhận được cái sự chữa lành và có thể có một cái đời sống lành mạnh được. Chúng ta nhớ tới cái câu chuyện người đàn bà bên giếng, quý vị nhớ đó. Bà đi ra bà muốn nước và bà xin nước, nhưng mà khi Chúa hỏi, Chúa đụng đến bà, Chúa hỏi rằng bà đi, Chúa nói là bà đi về đi, kêu chồng ngươi trở lại đây. Thì sâu xa trong cái điều đó bà mới nhận diện ra được là mình có cái vấn đề. Khi mà Chúa đặt nói đến cái vấn đề đó thì bà mới nhận diện ra được ồ, mình có vấn đề. Sâu kín trong lòng của mình là mình có vấn đề. Và ở đây cũng là cái điều mà mỗi chúng ta cần suy nghĩ. Nếu chúng ta nói rằng mình không có bệnh, hãy cẩn thận. Kinh Thánh nói rằng nếu mà người nói người không có bệnh thì thật sự là người có bệnh. Cái điều thứ hai là chúng ta nhìn thấy ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, đó là chúng thấy những cái người sống không có lành mạnh. Chúng ta suy nghĩ làm thế nào để sống lành mạnh, thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong phân đoạn Kinh Thánh này có những người sống không lành mạnh. Không quý vị? Quý vị có thấy trong phân đoạn Kinh Thánh này có những người sống không lành mạnh không? Và cái đặc điểm của cái lối sống không lành mạnh đó là gì? Ở đây tôi thấy đó, họ là những người luôn tức mình, bực mình, bực mình. Cái từ tức mình thì chắc là người Việt, người miền Nam dùng nhiều không quý vị? Tức mình, bực mình. Ở đây có một cái nhóm người họ sống không có bao giờ lành mạnh.
Họ là những người sống với cái lòng tham lam, họ chỉ muốn cai trị và ảnh hưởng, điều khiển cái việc làm, cái suy nghĩ của người khác. Cái nhóm người này rất là đông ở đây, chúng ta thấy đó, những cái thầy tế lễ, quan coi đền thờ, người Sa-đu-sê, họ luôn là những cái người mà trong cái cách sống của họ đó, cái cách nào đó họ có thể điều khiển được người khác. Và nếu người khác làm một cái việc gì đó mà không đúng với cái điều họ suy nghĩ, không đúng với cái muốn của họ, hay là làm một cái điều gì đó mà có vẻ cao hơn họ, thì họ trở nên là một người bực tức và khó chịu về cái điều đó. Và có thể chúng ta nói đây là những người sống không có lành mạnh. Những cái từ Kinh Thánh dùng ở trong cái văn đoạn Kinh Thánh này đó, họ luôn là cái người nhâm dọa người khác, cấm người khác, đe dọa người khác, rồi tra hỏi người khác. Và đây là một trong những cái cách sống không có lành mạnh. Khi chúng ta nhìn thấy như vậy, nếu chúng ta muốn mình là một người có một cái cuộc sống lành mạnh, và tôi xin nói rằng đấy là một trong những điều mà chúng ta ao ước, không quý vị? Nếu mà nói, ồ, cái cuộc sống của anh như thế nào? Và trong cái lời Chúa mà chúng ta có thể nói, ồ, cuộc sống tôi rất là phước hạnh, rất là lành mạnh, thì chúng ta thấy đó là cái điều rất là quan trọng và cần thiết cho mỗi đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người sống không có lành mạnh, tại vì cuộc đời của họ luôn để cho những cái ghen ghét, những cái bực tức, những cái sự khó chịu, những cái thù hằn ở trong đời sống của họ. Không quý vị? Và khi mà để cho những cái điều đó nó ảnh hưởng trong đời sống của mình, thì không thể nào mà mình sống lành mạnh được. Quý vị thấy ở đây đó, những cái người bác sĩ đó, họ cho mình biết đó, đa phần những cái bệnh mà nó đến từ thể chất đó, thì nó đa phần đó quý vị, là họ truy tìm á, những cái bệnh đó nó đến từ cái tinh thần ở bên trong. Một người đó mà bị stress nhiều quá, căng thẳng nhiều quá, lo lắng nhiều quá, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái bệnh đau bao tử. Quý vị có biết điều này không ạ? Cho nên đó là cái vấn đề về cái tinh thần ở bên trong của một người đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái thể chất của người đó. Cho nên có thể nói rằng đó là một người mà muốn sống lành mạnh đó, thì cái người đó đó phải chú ý tới những cái điều mà Kinh Thánh cảnh báo, những cái điều của xác thịt, ghen ghét, tranh đấu, bất bình, cãi lẫy, bè đảng, gây gỗ, say sưa mê uống, cùng những việc giống như vậy trong cái đời sống xác thịt của một người. Và khi mà chúng ta chú ý đến những cái điều đó, tại vì quý vị thấy một cái điều đó là mình còn ở trong cái thân xác, là một cái con người xác thịt đó, thì những cái điều đó luôn nó dễ xảy ra đối với mình, với tất cả mọi chúng ta đây. Một cái điều gì đó không có vừa ý mình rất là dễ giận, đúng không quý vị? Mình dễ phản ứng lại bằng một cái sự nóng giận. Một ai xúc phạm gì đó đến đối với mình cũng sẽ phản ứng lại bằng một cái sự nóng giận. Hay là một cái điều gì đó trong cuộc sống của mình còn trong thân xác, mình rất là dễ bị những cái điều của xác thịt nó quấy rầy mình. Nhưng mà điều quan trọng ở đây đó là nếu mình để cho những cái điều đó nó điều khiển mình, thì nó có thể biến cái đời sống của mình là một trong những cái đời sống không có lành mạnh được. Chứ nếu chúng ta thật sự muốn mình là một người sống khỏe mạnh, một người sống lành mạnh, chúng ta cầu nguyện Chúa giúp đỡ để cho chúng ta nhận diện ra được đâu là những điều thuộc về xác thịt mà nó làm ảnh hưởng đến cái đời sống của mọi chúng ta. Kinh Thánh luôn đưa ra những cái hình ảnh tương phản với nhau. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là những con người sống rất là lành mạnh, nhưng mà cũng có những con người sống không có lành mạnh. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta đi ra trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, đó là làm thế nào để chúng ta có thể sống lành mạnh. Trở lại với cái phân đoạn Kinh Thánh này, thì chúng ta thấy đó, để có thể sống lành mạnh đó, thì đây là cái điều mà Phi-e-rơ đã trả lời trong cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc hồi nãy, trong đoạn 4 câu số 10. Nhờ Ngài mà người này được lành mạnh. Tôi muốn nói đến điều này
đó là tự chúng ta không thể chữa lành mình, chúng ta phải nhờ thầy thuốc, đó là một cái bệnh về thể chất, quý vị. Mỗi chúng ta ở đây chúng ta đều biết đó là một cái bệnh về thể chất, thì một người nào đó mà có bệnh á, người đó phải nhờ thầy thuốc hay là nhờ thuốc thì người đó mới có thể chữa lành. Cái câu kinh thánh Chúa nói là không phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, xong là kẻ có bệnh. Cho nên để có thể sống lành mạnh thì tự chúng ta không thể chữa lành mình mà phải nhờ thuốc và nhờ thầy thuốc. Cũng vậy, mỗi chúng ta đây là những người đang ở trong cái sự trói buộc nào đó của cái sự bệnh tật hay của bất cứ một cái điều gì. Thì mỗi cái điều chúng ta nhớ ở đây đó là tự chúng ta không thể nào chữa lành được mình. Kinh Thánh nói rõ rằng nhờ Ngài, nhờ chính Đức Chúa Giêsu tấm mà các ngươi đã đóng lên cái thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, thì nhờ đấng đó